24 tháng Chạp âm lịch, nhiều tuyến đường huyết mạch hướng về bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh, sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh bị kẹt xe nghiêm trọng. Tuyến quốc lộ 13 hướng về bến xe miền Đông, lượng phương tiện đông bất ngờ gây quá tải, ùn ứ kéo dài nhiều cây số. Trong khi đó, đường Phạm Văn Đồng theo hướng đến sân bay Tân Sơn Nhất cũng xảy ra tình trạng kẹt xe nặng trên cầu Bình Lợi đến khu vực giao lộ Nguyễn Xí. Lực lượng cảnh sát giao thông được tăng cường tại các cửa ngõ điều tiết, nhưng do lượng xe quá đông nên tình hình vẫn không thuyên giảm. Hàng ngàn xe máy và ô tô ùn ứ nhúc nhích từng chút một trên đường từ trưa đến chiều. Đó là cảnh bên ngoài, còn bên trong sân bay Tân Sơn Nhất, tình hình cũng không khá hơn. Hành khách đông nghẹt, xếp hàng dài từ quầy làm thủ tục cho tới khu vực kiểm soát an ninh. Và ở phía trong nhà chờ, tất cả hàng ghế gần như lúc nào cũng không còn chỗ trống. Nhiều gia đình phải khệ nệ đồ đạc, đứng chờ hoặc ngồi nằm chật chạ dưới đất. Số liệu của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho thấy có gần 700 chuyến bay qua cảng. Trong đó, nhà ga quốc nội có 276 chuyến bay đi. Tổng số khách dự kiến sân bay sẽ khai thác hơn 63.000 lượt. Dù vậy, số lượng này vẫn thấp hơn nhiều, bằng một nửa so với cùng kỳ dịp Tết Nguyên đán năm ngoái. Những ngày qua, một số hãng bay bị chậm chuyến do ảnh hưởng thời tiết, còn chế chị cười dân đến quá sớm trước giờ bay từ 3 tới 5 tiếng, nên xảy ra tình trạng ùn ứ. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khuyến nghị hành khách chủ động sắp xếp thời gian làm thủ tục trước thời điểm khởi hành 120 phút đối với chuyến bay quốc nội